MC Quyền Linh xúc động nhận giải Mai Vàng với giải thưởng nghệ sĩ vì cộng đồng. Theo Netbeat, tối ngày 21 tháng 1 năm 2022 đã diễn ra buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, diễn viên Quý Bình, Thúy Ngân, MC Quyền Linh cùng các khách mời, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ trao giải năm nay được thực hiện vô cùng trang trọng với nhiều hạng mục đã được công bố trước đó như ca khúc xuất sắc nhất, MV được yêu thích nhất, chương trình truyền hình được yêu thích nhất, ca sĩ nhạc nhẹ, ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, diễn viên sân khấu, truyền hình, diễn viên hài, vở diễn sân khấu, truyền hình, nam diễn viên điện ảnh, truyền hình, nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình, bộ phim điện ảnh, truyền hình và người dẫn chương trình, MC. Đặc biệt trong đó còn có giải thưởng nghệ sĩ vì cộng đồng đã vinh dự trao cho nghệ sĩ Quyền Linh vì những nỗ lực mà anh đã dành cho mọi người trong suốt thời điểm dịch Covid-19 vừa qua. Có mặt trên sân khấu nhận giải, nghệ sĩ Quyền Linh đã vô cùng xúc động cho biết đây là một niềm vui, động lực to lớn để các nghệ sĩ tiếp tục con đường đã chọn. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!